Chào mừng các bạn đến với kênh sáng tạo.com. Hôm nay chúng ta sẽ chế một chiếc khoan mini ở trên cái TX này. Hôm nay buồn buồn cầm TX này, ra ý tưởng như vậy các bạn. Chúng ta sẽ cần một chiếc motor gắn lên trên đầu này như vậy. Sau đó có thể bóp vào đây để làm khoan này. Ý tưởng như kiểu dở hơi nhưng mà thấy thú vị các bạn. Mình sẽ cần một bộ TX này của xe điều khiển cũ nhé. Thêm một motor 550. Một viên pin 2S 74V. Đầu kẹp mũi khoan đa năng này. Cái đầu kẹp mũi khoan này kẹp đủ các cỡ to nhỏ luôn. Cỡ nào cũng có. Cái trục của nó phi 3175. Vừa mới trục của motor này. Đây là bên trong TX này. Cái đế pin này mình sẽ bỏ đi. Tí nữa mình sẽ đấu vào một S của viên pin này. Chúng ta dùng một S là được. Cái RX này mình sẽ để ở đây. Chỗ này nó khá vừa. Chúng ta sẽ nối dài cái dây motor của cái TX này ra. Cái nguồn của TX này là 3 viên pin 4.5V. Chúng ta dùng luôn một viên pin này 3.7V cũng được. Các bạn đấu trực tiếp vào đây luôn. Cái dây anten này và cái dây pin chúng ta gắn vào đây cho nó đỡ bị tuột ra. Đến cái dây pin của RX này mình sẽ chạy dọc sau đây, cận cho nó khít vào chỗ này. Chúng ta có thể cắm vào đây như vậy. Cái dây motor chúng ta cho chạy dọc theo ven này lên đây, tí ra để gắn motor vào. Chúng ta có thể sạc pin ở chỗ này. Các bạn nhớ được dắt sạc pin này ra ngoài. Cái công tắc của TX này mình sẽ khoét lỗ gắn nó vào đây. Cuối cùng đến chiếc motor mình sẽ gắn nó vào đây.
cái motor này chúng ta đẩy là chính thôi, vậy nên dùng kéo nến cũng được. Các bạn bôi keo cứng vào như vậy. Cái keo này bôi dày cứng hơn cả nhựa luôn. Tiếp theo chúng ta gắn đầu cặp mũi khoan này vào thôi. Với chiếc máy khoan cầm tay mini này, chúng ta có thể dùng tất cả những đầu khoan nhỏ, những đầu của công cụ máy đa năng này và những mũi khoan loại nhỏ này. Như vậy, chúng ta đã chế xong chiếc khoan mini điều khiển này. Cái khoan này khá dị các bạn. Kênh Sáng Tạo.com chúc các bạn thành công.